Với những người yêu thích nhiếp ảnh thì bất kỳ thời điểm nào trong năm họ cũng tìm ra được những địa điểm để thỏa mãn đam mê của mình. Vào mùa xuân thì có thể chụp ảnh hoa đào, mùa hè thì chụp ảnh hoa sen, hoa loa kèn, mùa thu thì có thể chụp ảnh với hoa cúc hay hoa dã quỳ, và đến mùa đông thì đó là hoa cải. Và riêng tại thủ đô Hà Nội thì giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh còn có một địa điểm được mệnh danh là thung lũng hoa để có thể thỏa mãn đam mê nhiếp ảnh của mình, và chúng ta sẽ cùng đến thăm thung lũng hoa này. Tôi đang có mặt ở thung lũng Tình Yêu Hồ Tây, một trong những địa điểm thu hút các bạn trẻ đến đây vui chơi và chụp ảnh vào những dịp cuối tuần như thế này. Và ở đây thì tất cả các loại hoa đều được trồng và chăm bón một cách tự nhiên, tạo nên một khung cảnh thật là lãng mạn và gần gũi với thiên nhiên. Linh Phương là một du học sinh vừa mới trở về nước nghỉ lễ Giáng sinh. Với cô, dù có đi bốn phương trời thì tình yêu dành cho quê hương, cho Hà Nội vẫn không bao giờ nguôi ngoai. Chính vì lẽ đó, hôm nay, một sáng cuối tuần mùa đông, cô và người bạn nước ngoài của mình đã quyết định đến đây để ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm trong dịp về nước lần này. Thực ra thì áo dài có rất nhiều họa tiết cũng như là kiểu dáng, nhưng mà mình chỉ chọn áo dài trắng thôi. Hoa ở đây có nhiều màu sắc, màu vàng này, màu tím, màu đỏ, và áo dài trắng thì rất là nổi. Còn với gia đình chị Hiền thì lý do đến với thung lũng tình yêu cũng thật tình cờ. Cũng gần đến Giáng sinh thì là gia đình cũng sắp xếp thời gian để cho bé đi chơi. Thì là qua đây thì thấy khu vườn hoa rất là đẹp, thì là bé có sáng kiến là vào đây chụp ảnh vườn hoa. Con có thích địa điểm này không? Có ạ. Nằm ở ngã tư đường Nhật Chiêu, ngay cạnh công viên nước Hồ Tây, với tổng diện tích lên tới 5,5 hectare, thung lũng hoa đã trở thành địa chỉ lãng mạn cho các đôi tình nhân đến chụp ảnh cưới, đặc biệt là thu hút rất đông các bạn trẻ đến chơi và chụp ảnh cùng bạn bè. Hôm nay là vào cuối tuần thì là tôi cùng với lại các bạn bè đến để chụp ảnh, đây vì đây là một vườn hoa rất là tự nhiên và thật cảnh thì mềm mại. Ruộng hoa cải vươn mình rung rinh cùng cánh bướm. Hoa bách nhật dường như cũng rực rỡ hơn trong một ngày nắng đẹp như thế này. Điều đặc biệt, thung lũng hoa này vào mùa hè lại là một ao sen rộng lớn. Cứ vào thu đông, sen tàn, chủ vườn lại hút nước ra khỏi ao và bắt đầu trồng hoa, đặt nhiều vật trang trí để tạo nên một thung lũng hoa đầy màu.